Nhân quả là nói đến ba đời. Con người không phải chỉ có một đời này. Chúng ta có đời quá khứ, có đời vị lai. Đời này khổ sở một chút, đời sau tốt đẹp. Nếu đời này hưởng hết phước, đời sau chịu khổ. Người tin theo nhân quả sẽ nói là phong thủy luân lưu xoay chuyển. Vì lẽ đó chúng ta chẳng hâm mộ kẻ phú quý. Vì sao? Trong quá khứ người đó tu nhân lành, nay người ấy phải được phú quý. Đời quá khứ chúng ta chẳng tu nhân lành, đời này phải sống khổ sở một chút. Hiểu rõ đạo lý này, tuy cuộc sống của chúng ta thanh bần, ta tu nhiều thiện nhân, tu thiện nhân rất siêng năng, vận mạng của ta bèn chuyển biến ngay trong đời này. Tuổi trẻ chịu khổ một chút, tuổi già hưởng phước, đời sau tốt đẹp hơn. Người hiểu rõ đạo lý này, trong xã hội sẽ chẳng cạnh tranh cùng kẻ khác. Cạnh tranh là phiền não, là tạo nghiệp. Vì thế cổ nhân biết, cả đời đều là mạng, chẳng do người nửa phần. Quý vị tranh chẳng được. Nếu thật sự có thể tranh được, Khổng Tử cũng tham gia cạnh tranh. Vì sao Khổng Tử chẳng tranh giành? Khổng Tử biết là tranh chẳng được. Trong mạng đã có thì rốt cuộc sẽ có, trong mạng chẳng có chớ cưỡng cầu. Cầu chẳng được. Đối với chuyện tu nhân, Đức Phật đã giảng đạo lý này, chúng ta phải hiểu rõ. Nhà Phật dùng phương pháp gì để tu nhân? Dùng bố thí. Chúng ta hy vọng phát tài, hãy tu tài bố thí. Hy vọng được thông minh trí huệ, hãy tu pháp bố thí. Hy vọng khỏe mạnh sống lâu, hãy tu vô ủy bố thí. Đức Phật dạy chúng ta những điều ấy. Vì thế trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. Đức Phật dạy quý vị phương pháp và đạo lý, bản thân quý vị nương theo đạo lý ấy để tu học, quả báo bèn hiển tiền. Phát tài, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, có phải là do Phật Bồ Tát ban cho quý vị hay không? Chẳng phải. Phật Bồ Tát ban cho quý vị lý luận phương pháp, quý vị tự cầu nhiều phước. Chớ nên không biết điều này,